thì mình vẫn chung thủy với cái nước chấm cũ nha bạn. Chanh vô rồi, ai ăn gì ăn đi. Rồi, tự nhiên đi, tự nhiên đi. Mày mở đây là chấm với bơ tỏi cũng ngon nữa đó. Thử miếng trước, miếng lớn nhất nè. Ồ, lớn dữ vậy hả? Kéo này luôn. Ngồi xuống đây. Chấm với bơ tỏi cũng ngon nữa. Đây bây giờ mình sẽ cắt cái này ra trước nha. Có chanh chưa? Con chưa nặng chanh nữa nha. Nè các bạn ơi, muối tiêu nè. Đây là cái miếng thịt nè, em nè. Con cắt này cho mọi người. King crab là vua của các loài cua. Đưa lên, đưa lên. Ồ, các bạn thấy chưa các bạn? Thịt cua. King crab. Thao vua này của các loài cua. Vua của các loài cua. Ngon, thịt thơm. Đây cắt này cho anh Long nè. Thơm ngọt quá. Được rồi, tao làm được. Nè các bạn, mình lấy ra một ràng, một khúc vậy luôn nè. À để nhà cho anh Long. Ừ, quá ngon. Nó dài lắm đúng không? Dài. Nó dai mà nó ngọt. Ơi, anh Tuấn anh đại cho mình món này quá ngon luôn các bạn. Đây, chấm nè anh Long. Có chanh này nha. Wasabi nè. Ai muốn ăn sao bỏ ăn. Thịt cua rất là dài. Con nhận cái vỏ nó mỏng dánh nè ha, ngộ ha. Ừ. Nè, coi cái vỏ này nè. Còn bên trong thịt không à. Trời ơi các bạn ơi. Thịt ngon quá. Ngon ha. Ừ. Đúng rồi, vua của các loài cua mà. Đó rồi, vua lắc loài cua. Dọn cái đi. Rồi qua vô đi. Để mình chọn này lên cái ăn thử miếng này coi. Vô các bạn ơi. Chúc mừng ngày lễ July 4, ngày lễ độc lập của Mỹ. Ăn trên đây ăn đũa có được không? Được chứ. Thôi ăn bắp đấy. Con cua này mà ăn sống nó còn ngon ác nữa. Sống á, nó còn sống. Không phải nó còn sống mà mình luộc lên mình ăn á. Cái thịt nó rất là tươi ngon đó. Mà nó mắc lắm. Là đông lạnh rồi phải không? Đông lạnh. Mà vẫn ngon, phải không? Đông lạnh nhưng mà vẫn ngon. Cái thịt nó trong này nó vẫn ngon. Mình ăn một cục thịt cua nhà nè. Ăn hoài chưa hết. Công nhân thịt của nó ngọt thiệt. Ha, mà nó dai nữa. Ừ, nó dai, ngọt. Bây giờ mình bẻ thử một cái viên cua tuyết nè. Đây nè, đây bẻ rồi con đó. Mình đã tới. Cho con. Ba bẻ này cho con nè. Wow, cái sốt ngon quá nha. Sốt tuyệt vời luôn á. Đây ba bẻ này. Sốt cà ngon. Bóc này ra cho nó. Đó, cô bói đó con, cô con đó. Ăn đi, cầm ăn đi. Ngon quá các bạn ơi. Từ từ thôi nha. Mắc cỡ vậy. Mắc cỡ. Ăn vô cậu. Trời ơi, thấy cái càng cua là thấy trong mặt rồi. Ăn cái càng thôi là đủ no rồi, có ăn gì nhiều nữa.
những cái con cua như thế này ở bên Mỹ nó rất là rẻ. Không phải là tôi nói về cái rẻ về cái gì mà nó rẻ về cái mức thu nhập của những người dân bên đây, thì ăn những cái con cua này hầu như là cũng không phải là chuyện khó khăn. Tuy nhiên á thì lâu lâu mới ăn một lần thôi. Còn những cái này mà nhập về Việt Nam á, thì cái giá thành nó sẽ đội lên, tại vì nó tính luôn cái tiền vận chuyển, tiền để mà giữ lạnh để cho nó còn cái độ tươi khi về đến Việt Nam, thì cái giá sẽ đội lên rất là cao. Giống như những con tôm hùm mà các bạn thấy ở bên Việt Nam nó bán rất là mắc, bên đây lại rẻ là như vậy. Đây con cắt này cho mợ nha. King Ráp hay cua tuyết? Ráp đi. King Ráp đi ha. Ráp đảo quá ha. Ăn King Ráp đi. King Ráp đi. Mình ăn một cái bỏ đại đi. Chân của con. Rồi giơ tay rồi ăn đại đi, hồi rửa tay. Là mình đã no rồi. Vì nó quá to. Cái này mình phải dùng kéo để cắt ra. Trời ơi, cắt rồi không phải nữa. Quay quay lại luôn. Kệ quay chút xíu là hết này, ráng chút xíu. Này. À. Đó các bạn thấy chưa? Anh Tuấn anh cắt giùm cho mình nè. Đó, mình dùng kéo mình cắt cái vỏ ra để lấy thịt. Ơi. Giò của nó nè. Đấy. Lấy dây ướt á, dây ướt mới chùi nó mới sạch được. Quá ngon. Không nên thịt nó ngon mà dai. Ngon mà dai nha, chứ nó không phải nó bở. Dở rồi. Mặc dù tại mà biết sao? Nha. Chứ không phải là cua tươi. Mà biết sao nó dai không? Khi đánh bắt lên đó là nó luộc chín liền. Luộc chín liền ngay lúc đó luôn, sau đó nó giữ đông. Giữ đông. Dạ, yeah. Chứ nó không có để lâu nó mới luộc. Thì lúc đó là nó cái thịt nó sẽ bị ương. Nó không còn độ tươi nữa. Cái này nó vừa bắt lên là nó làm chín liền. Cho nên cái độ tươi nó vẫn còn. Theo như anh Tuấn nói, cái con này người ta bắt lên là xong là người ta làm chín liền. Và bỏ vô cấp đông. À, bỏ vô cấp đông. Cho nên thịt của nó mặc dù đông lạnh nhưng mà rất là ngọt. Ăn một miếng đã thấy. Thật sự á, cái thịt của con này á, nó ngon hơn gấp 2, gấp 3 lần con tôm hùm. Nó thật sự á, nếu mà so sánh hai cái con mà đều còn sống giống nhau. Là. Nếu mà hai con còn sống giống nhau mà luộc ăn giống nhau hoặc là làm gì bất cứ, thì ăn cái thịt của con này nó vẫn ngon hơn gấp 2, gấp 3 lần con tôm hùm. Đó, con tôm hùm với con King Crab. Khi mình ăn á, thì thịt của cái con này nó vẫn ngon hơn con tôm hùm. Đó, anh Tuấn nói vậy á. Mặc dù con này á, người ta đem lên là người ta nè, anh cắt nó cho em nè. Bắt lên người ta luộc. Ngon quá, không nhận luôn cái thịt. Bỏ đông lạnh lên. Đó. Còn con tôm hùm á, con tôm hùm sao mình mua còn tươi không? Mình mua còn sống. Còn sống. Mình mua còn sống. Nhưng mà khi mà luộc chín lên nó ăn nó vẫn thua con này. Cái thịt của nó ăn vẫn không bằng cái con này. Mặc dù con sống mà bởi vì nó mới gọi là con này. King Crab. King Crab. Vua của tất cả loài cua. Bự nhất trong các loài cua và cũng là mắc nhất. Mắc nhất. Ba nè, ba lâu nè. Cho ba lâu. Ăn thêm cái này nữa là hết ăn nổi rồi. Đi ba cho. Quá nhiều, quá no. Hai chân phải. Cho 5 miếng nữa đi. Thật ra mình ăn một cái chân của nó từ đây tới đây thôi là đã no rồi. Phải không? Thịt nó quá nhiều. Quá nhiều. Đánh bắt những cái con này rất là khó khăn. Nó nằm ở những vùng biển thật là lạnh giá, phía trên nào đóng băng luôn. Và nó nằm rất là sâu dưới mặt biển. Đánh bắt nó khó khăn, có thể gây chết người. Và những cái con cua này nó bự như vậy, các bạn biết tuổi đời nó mấy chục năm, chứ nó không phải là nó còn nhỏ đâu nha. Cho nên cái giá thành nó đổi lên cao là do về cái lúc mà đánh bắt và cái sự khó khăn khi đánh bắt nó. Tuổi đời nó mấy chục năm luôn hả? Dạ, mấy chục năm đó mà. Mấy chục năm đó. Tuổi đời rất là cao nha các bạn. Mấy chục năm luôn đó. Bây giờ mình ăn thử cái con cua tuyết xem thế nào nha. Bây giờ mình ăn cua tuyết đi. Bây giờ rồi. Là ăn King Crab rồi. King Crab rồi. Mà bây giờ là con cua Crab với con mắc cổ. Với con gì đây? Cua tuyết này á. King Crab với cua tuyết thì con nào tuổi đời nó cao hơn? King Crab. King Crab. King Crab tuổi đời cao hơn. Con cua tuyết nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn con Crab nhiều. Thì nó thịt nó cũng không ngon bằng. Nên cái giá thành nó cũng rẻ. Giờ ăn thử cái con cua tuyết đi. Đây là con cua tuyết. Bây giờ mình ăn thử cua tuyết nha. Đúng.
đúng như anh Tuấn nói, con này nó không thịt không có ngon bằng. Thì mình thấy thịt của con trên Grab nó ngọt hơn. Rõ ràng không? Chính xác hả? Chính xác luôn. Hay quá rồi đó. Quay cái gì cua kìa. Đây, giờ ăn thử con miếng cua tuyết là như thế nào nha các bạn. Đây là thịt con cua tuyết. Ăn không trước đi. Thấy không? Nó mặn mà nó chát hơn. Nó mặn. Không có ngọt. Không có vị ngọt bằng. Đúng là khác nhau đó các bạn. Nó rẻ tiền hơn, thấy không, thấy không? Mỹ này á, tiền là của nấy. Nè. Chính xác. Cho bé nè. Anh Long. Ừ. Để rồi nè. Để em cắt cho anh cho. Hỏi được rồi. Tay em đang dơ à. Hỏi được rồi. Thôi được rồi. Hỏi tao ăn. Tao không cá này nhiều luôn. Hỏi tao đòn có không. Anh Long hả? Anh hiền quá, anh ngồi, anh nhìn mình ăn không à. Tay em đang dậy luôn nha, bóc dậy luôn nha. Hey. Ăn cua, mình sẽ ăn bằng tay. Đúng rồi, đúng rồi. Bóc luôn đi mà. À, bóc rồi, bóc ăn hết rồi. Bây giờ no rồi, không ăn nữa. Thôi, cảm ơn rất nhiều. Mình no lắm rồi. Đây, ăn nữa đi, no gì, còn cái đống kìa. Thực ra một cái con pin crab này, một con cua tuyết này á. Cầm hai con thôi là ăn không có nổi nữa. Cầm cho nó hoành tráng. Thôi. Đây, ăn đi. Hôm nay mình là khách mời. Có ăn nữa không? Anh mời mình rất là nhiều đó các bạn. Mời mình ăn miết luôn. Thôi là mình không có bị dị ứng với hải sản, mình ăn thoải mái luôn. Dị ứng là khó ăn lắm ạ. Thôi cậu xuống luôn đi, rồi được rồi đó. Thôi bữa nay mình ăn lễ như vậy là cảm thấy vui rồi các bạn ơi. Như vừa mình giữ lời hứa với các bạn ngay lúc trước là mình sẽ mua cái con kiêng ráp mình ăn. Và vào ngày lễ thì bữa nay mình chia sẻ cái clip này cho các bạn coi chơi cho vui. Mời cậu vô ngồi ăn. Bye bye, hẹn gặp lại. Chúc các bạn ở Việt Nam vui vẻ và những người đang ở Mỹ có một ngày lễ thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Bye bye, hẹn gặp lại. Yeah, kiêng ráp. Rồi, ngồi vô. Giờ dạng dữ. Rồi, quá hay rồi.